chào tất cả các học sinh. Cô sẽ ôn tập cho các em để kiểm tra giữa học kỳ 2 nhé. Đầu tiên là phần lý thuyết. Bài 1 làm quen với bảng tính điện tử. Phần mềm bảng tính điện tử là công cụ dùng để tính toán các dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng, tự động tính toán theo công thức cho trước, phân tích và tổng hợp dữ liệu, trình bày thông tin trực quan dưới dạng biểu đồ. Chúng ta có một số phần mềm bảng tính, ví dụ như là Excel, Google Sheet hay là OpenOffice, CALC. Ở các vùng chính trong cửa sổ làm việc của Excel thì gồm có là vùng nút lệnh, vùng các ô dữ liệu, vùng thanh điều hướng và thanh trạng thái. Một số hàm thông dụng, chúng ta nháy chuột vào dấu trỏ xuống ở cái lệnh mà nó có cái hình như thế này ha, để chọn các cái hàm phục vụ cho việc tính toán. Ví dụ như sum là tính tổng, max là trả về giá trị lớn nhất, min là trả về giá trị nhỏ nhất. Để lưu bảng tính hay lưu tệp thì đầu tiên chúng ta vào file, chọn save, chọn nơi lưu trữ, sau đó gõ tên file và cuối cùng là chúng ta chọn save. Để tạo biểu đồ thì các em chọn vùng dữ liệu cần tạo biểu đồ, nháy vào insert và chọn nhóm biểu đồ và kiểu biểu đồ. Bài 2 làm quen với trang tính. Thì đây là cái cửa sổ làm việc của Excel, chúng ta quan sát nhé. Trong đó thì chúng ta thấy nè, sổ tính đó là một tệp của chương trình bảng tính điện tử gồm có nhiều trang tính. Trang tính là một lưới kẻ ô gồm các hàng và các cột. Cột thì các cột được sắp xếp theo chữ cái AB, trong đó ABC gì đó là cái tên cột. Hàng, các hàng được sắp xếp theo thứ tự 1 2 3 4 5 gì đó ha. Rồi 1 2 3 gì đó là cái tên hàng. Còn ô là giao của một cột với một hàng. Địa chỉ ô được xác định bằng cách ghép tên cột và tên hàng, ví dụ như ô A3 hay ô B5. Để chèn thêm cột, thì các em chọn một cột, chọn Home, sau đó chọn Insert trong nhóm lệnh Sale. Thì cột mới được chèn sẽ nằm phía bên trái của cột đã chọn. Còn để chèn thêm hàng, chúng ta chọn một hàng, chọn Home, chọn Insert trong nhóm lệnh Sale. Hàng mới được chèn sẽ nằm phía trên hàng mà mình đã chọn. Rồi, hộp tên. Hộp tên hiển thị địa chỉ của ô đang chọn hoặc nhập địa chỉ ô khi ta biết địa chỉ chính xác. Thanh công thức là hiển thị nội dung của ô đang chọn. Khối ô là một nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Tên khối hay địa chỉ của khối. Ở đây thì ví dụ như chúng ta có đó là cái khối là A3 2.B8. Xóa dữ liệu trong khối ô, chúng ta chọn khối ô, sau đó mình nhấn phím Delete. Để sao chép thì đầu tiên chúng ta chọn khối, sau đó chúng ta nhấn hình tròn C, tiếp tục là nháy chuột chọn ô là góc trên bên trái của đích đến và cuối cùng là nhấn hình tròn V. Chúng ta qua bài 4, định dạng hiển thị dữ liệu số. Thì đây chúng ta có một số lệnh trong nhóm lệnh number. Thì chúng ta để ý giùm cô ha, các cái biểu tượng của các cái lệnh nè. Đầu tiên là tăng chữ số thập phân, giảm chữ số thập phân. Hiển thị số liệu dưới dạng phần trăm, phân cách cứ 3 chữ số, đó là hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, hay là hiển thị số tiền bằng đồng đô la. Rồi, bài 5, định dạng số tiền và ngày tháng, áp dụng ký hiệu tiền Việt Nam. Bước 1, mở hộp thoại format Excel. Bước 2, chọn thẻ number, chọn currency. Sau đó chúng ta nháy chuột vào cái dấu trỏ xuống tại symbol. Và bước 3 là chúng ta chọn VND. Để định dạng hiển thị ngày tháng mà dạng short day hoặc long day thì đầu tiên chúng ta nháy chuột vào mũi tên tại general, sau đó mình chọn short day hoặc là long date. Để định dạng hiển thị ngày tháng kiểu Việt Nam thì chúng ta mở hộp thoại format Excel, chọn day trong danh sách category, nháy chuột vào cái dấu trỏ xuống tại location, chọn Vietnamese và bước cuối cùng là chúng ta chọn kiểu ngày tháng tại time. Chúng ta qua bài 7, công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu. Các phép toán cơ bản trong Excel thì mình có các phép toán là cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, lấy phần trăm. Các em xem kỹ các ký hiệu cũng như các cái cách viết ở trong Excel nhé. Chúng ta qua phần bài tập nhé. Bài 1 là em hãy cho biết địa chỉ ô và địa chỉ khối đang được chọn trong các hình sau. Thì các em thấy nè, ô đầu tiên là ô A2, khối thứ hai đó là khối F1 chia F2, khối C3 chia D5, khối A8 chia F8. Cứ như vậy các em làm các cái khối khác còn lại nha.
Bài số 2, em hãy chuyển đổi các biểu thức toán học sau sang dạng công thức trong Excel. Thì các em nhớ khi mà mình chuyển từ các cái biểu thức toán học sang dạng công thức trong Excel thì đầu tiên mình nhớ gõ dấu bằng nhé. Rồi, bài 3, hãy viết công thức sử dụng địa chỉ ô tính để tính tổng huy chương của trường An Bình. Thì đây tổng huy chương thì sẽ có phải là bằng số huy chương vàng cộng huy chương bạc cộng huy chương đồng không ạ? Như vậy là ở cái công thức nó sẽ là bằng F5 cộng G5 cộng cho H5. Rồi, chúng ta cùng xem đáp án của các bài tập nhé. Rồi, các em nhớ nhấn nút dừng lại để mình xem nhé. Xem thật là kỹ ha, để mình hiểu hơn về bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt nhé. Tất cả các em.